Kinh Đại Bảo Tích, quyển 30, Hán dịch đời Đại Đường, tâm tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội 11, xuất hiện quang minh, phần 1. Tôi nghe như vậy, một thời nọ Đức Phật ở tại núi Kiệt Sa Quật ngoài thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị, tất cả đều được tự tại. Lại có 80 Nayotha Đại Bồ Tát đều là bậc nhất sinh bội xứ, Gia Lạc Bồ Tát làm thượng thủ. Đã có 40 Nayotha Đại Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi làm thượng thủ. Lúc ấy trong đại hội có một đồng tử tên Nguyệt Quang, rồi chỗ ngồi đứng dậy để ở vai áo bên phải, quỳ gối phải đảnh lễ chân Đức Phật, chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, thuở xưa Như Lai tu hành nghiệp gì mà có thể được các quang minh như là quyết định quang minh, nhiếp thủ quang minh, phát khởi quang minh, hiển hiện quang minh, chủng chủng sắc quang minh, vô tập sắc quang minh, hiệp tiểu quang minh, đại quảng đại quang minh, thanh tịnh quang minh, biến thanh tịnh quang minh, vô cấu quang minh, cực vô cấu quang minh, ly cấu quang minh, tiệm tăng trưởng quang minh, tiễn tịnh quang minh, cực tiễn tịnh quang minh, vô biên quang minh, cực vô biên quang minh, vô lượng quang minh, vô lượng cực vô lượng quang minh, vô số lượng quang minh, cực vô số lượng quang minh, tốc tật quang minh, cực tốc tật quang minh, vô trụ quang minh, vô xứ quang minh, xí thành quang minh, chiếu diệu quang minh, ái nhạo quang minh, đáo bị ngạn quang minh, vô năng chướng quang minh, bất động quang minh, chánh trực quang minh, trụ vô biên xứ quang minh, sắc tướng quang minh, chủng chủng sắc tướng quang minh, vô lượng sắc tướng quang minh, thanh huỳnh xích bạch sắc tướng quang minh, hồng sắc tướng quang minh, pha lê sắc tướng quang minh, hư không sắc tướng quang minh. Các tướng quang minh như vậy, mỗi quang minh đều cùng năm sắc màu ánh sáng hòa hợp hiển hiện, cho đến các màu xanh vàng đỏ trắng. Mỗi màu cũng cùng vô lượng vô biên các thứ sắc quang hòa hợp hiển hiện. Đức Thế Tôn vì nghiệp quang mà nói kệ đáp: Ta dùng chẳng nghĩ bàn, nghiệp lành làm nhân duyên, xa lìa những mê hoặc nên được các quang minh. Lại dùng nhiều công hạnh an trụ trong Phật đạo, dùng hư không vô tác hiện hòa hợp quang minh. Ví như trong ngoại pháp, các thể tướng sai khác trong ấy không vô ngã, không tác, không tâm ý. Là như bên trong thân không vô ngã vô tác, trong ấy được thị hiện được nhiều thứ loại âm thanh. Do vô tác như vậy hiện vô biên sắc quang, tùy theo chỗ sở thích đều làm cho đầy đủ, hoặc trong một quang minh phát sinh hai màu sắc, đều có thượng trung hạ mà hiển hiện sai khác. Hoặc trong một quang minh phát sinh ba màu sắc, đều có thượng trung hạ mà hiển hiện sai khác. Hoặc trong một quang minh phát sinh bốn màu sắc, đều có thượng trung hạ mà hiển hiện sai khác. Hoặc trong một quang minh phát sinh năm màu sắc, đều có thượng trung hạ. Trừ tịnh nghiệp phát sinh sáu màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ phương tiện phát sinh, hoặc trong một quang minh phát sinh bảy màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ thiện nghiệp phát sinh, hoặc trong một quang minh phát sinh tám màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ thắng thiện phát sinh, hoặc trong một quang minh phát sinh chín màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ tư lương phát sinh, hoặc trong một quang minh phát sinh mười màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ bố thí phát sinh, hoặc ở trong một sự phát sinh hai mươi sắc, đều có thượng trung hạ. Từ chỉ giới phát sinh, hoặc ở trong một sự, lại sinh 30 sắc, đều có thượng trung hạ. Từ nhẫn nhục phát sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh 40 sắc, đều có thượng trung hạ. Từ tinh tấn phát sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh 50 sắc, đều có thượng trung hạ. Từ thiền định phát sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh 60 sắc, đều có thượng trung hạ. Từ trí tuệ phát sinh, hoặc ở trong một sự, lại sinh 70 sắc, đều có thượng trung hạ. Do tâm từ phát sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh 80 sắc, đều có thượng trung hạ. Do tâm bi phát sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh 90 sắc, đều có thượng trung hạ. Do tâm hỷ phát sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh 100 màu sắc, đều có thượng trung hạ. Do tâm xả phát sinh, hoặc ở trong một sự, lại sinh ngàn màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ ngàn công đức sinh, hoặc ở trong một sự, phát sinh muôn màu sắc, đều có thượng trung hạ. Từ phước tư lương sinh, hoặc ở trong một sự, hiện một câu chi sắc, đều có thượng trung hạ. Do tịnh tính phát sinh, hoặc ở trong một sự, hiện hai câu chi sắc, đều có thượng trung hạ. Do tùy hỷ phát sinh, hoặc ở trong một sự, hiện ba câu chi sắc, đều có thượng trung hạ. Do khinh an phát sinh, hoặc ở trong một sự, hiện bốn câu chi sắc, đều có thượng trung hạ. Do tôn trọng Phật sinh, hoặc ở trong một sự, hiện năm câu chi sắc, đều có thượng trung hạ. Do tôn trọng pháp sinh, hoặc ở trong một sự, hiện sáu câu chi sắc, đều có thượng trung hạ. Do tôn trọng tăng sinh, hoặc ở trong một sự,
Hiện bảy câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng giới sinh hoặc ở trong một sự. Hiện tám câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng định sinh hoặc ở trong một sự. Hiện chín câu chi sắc đều có thượng trung hạ do khắp thương mến sinh hoặc ở trong một sự. Hiện 10 câu chi sắc đều có thượng trung hạ do không phóng dật sinh lại từ một lỗ lông. Hiện ra các quang minh, quang ấy có nhiều tên. Nay sẽ nói cho ông, Phật có một quang minh tên là Vân Tịnh Chiếu. Quang ấy do tích tập, vô lượng căn lành sinh. Bởi từ thuở xa xưa, thấy có những chúng sinh mắc nhiều bệnh đau khổ, ta sinh lòng thương xót, cấp cho các y dược, làm cho họ lành bệnh. Do bởi nhân duyên ấy mà được quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhãn Thanh Tịnh, đem đèn sáng cúng Phật nên được quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhĩ Thanh Tịnh, đem âm thanh cúng Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Tỷ Thanh Tịnh, đem nước thơm cúng Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thiệt Thanh Tịnh, đem thượng vị cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thân Thanh Tịnh, đem y phục cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Tâm Thanh Tịnh, thường tinh bến nơi Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Sắc Thanh Tịnh, hòa vẽ hình tượng Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thanh Thanh Tịnh, thường ca ngợi chánh pháp nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hương Thanh Tịnh, thường cung kính chư tăng nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vị Thanh Tịnh, tùy ý đều thí ban nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Xúc Thanh Tịnh, đem hương hoa cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Pháp Thanh Tịnh, do nhiếp thọ các pháp nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Địa Thanh Tịnh, quét rửa đất Phật tăng nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thủy Thanh Tịnh, đem giếng suối cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hỏa Thanh Tịnh, cầm lửa đem cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Phong Thanh Tịnh, cầm quạt đem cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Uẩn Thanh Tịnh, đem thân cúng dường Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Giới Thanh Tịnh, vì thường tu tâm từ nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Đế Thanh Tịnh, vì thường liền vọng ngữ nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Sát Thanh Tịnh, thường làm sự bố thí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thanh Thanh Tịnh, do ca ngợi Đức Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Niệm Thanh Tịnh, do ca ngợi Tam Muội nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Biện Thanh Tịnh, do khen Đà La Ni nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhật Hòa Hợp, do hòa hợp tranh cãi nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hiển Hiện Nghĩa, do thông đạt không tánh nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thanh Sắc Tướng, đem sen xanh cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Huỳnh Sắc Tướng, đem chim bạc cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Xích Sắc Tướng, đem trân châu cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Bạch Sắc Tướng, đem hoa vàng cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thắng Công Đức, dùng nhiều màu nghiêm sức nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Long Oai Lực, đem cờ rồng cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Tượng Oai Lực, đem cờ voi cúng dường nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Sư Tử Vương, đem cờ sư tử cúng nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên gọi là Ngưu Vương, đem cờ Ngưu Vương cúng nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nguyệt Thanh Tịnh, quét rửa tháp thờ Phật nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Long Điều Phục, đem giải đũa cúng thí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Dạ Xoa Điều Phục, bởi hay quan sát kỹ nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Giác Ngộ Nữ, bởi rời lìa nữ tướng nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Giác Ngộ Nam, bởi rời lìa nam tướng nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Kim Cang Oai Lực, do nghiệp trí thanh tịnh nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hiển Hiện Không, do khai thị thế báo nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Giác Ngộ Chân Thật, do rời lìa điên đảo nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Hiển Thị Phật Ngữ, do khen ngợi pháp giới nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Khóa, do khen ngợi thắng giải nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Trang Nghiêm Phổ Chiếu, do khen thí đèn đuốc nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Ân Ái, do khen ngợi định tuệ nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Tập, do khen tiền tế trí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Trước, do khen vô sinh trí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Thú, do khen lậu tận trí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Xả Ly Xứ, do khen ngợi khổ trí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Phật Thần Biến, do khen thần thông lực nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Siêu Hí Luận, do khen nhất thiết trí nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hiện Chúng Sắc, do khen ngợi thần túc nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Lạc Thiện Hữu, do khen ngợi giác tánh nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhãn Tiền Tế, do khen nhãn tiền tế nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhãn Tận Tế, do khen ngợi vô tận nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hữu Tế Quang, do khen ngợi vô hữu nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Bất Khả Hoại, vì khen ngợi diệt tánh nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Biên Tế, do khen ngợi vô tế nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Hữu Tướng, do khen ngợi vô vi nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Biến Dị, do khen vô sai biệt nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên đó là Bất Nhập, do khen ngợi vô trước nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh gọi là Bất Xuất Quang, do khen ngợi vô khởi nên sinh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Khởi Quang, do khen chẳng xuất hiện nên sinh quang minh này. Phật có ánh sáng vô biểu thị, hay thành tục được các quần sinh. Phật có ánh sáng pháp bản tánh, ánh sáng chấn động câu chia cõi. Phật có ánh sáng điều phục ma, ánh sáng oai đức làm ma sợ. Phật có ánh sáng phước đức tràng, người trì tánh ấy khỏi nguy ách. Phật có ánh sáng hữu lực tràng, người trì tánh ấy khỏi oán tù. Phật có ánh sáng tịch tỉnh tràng, người trì tánh ấy khỏi tham dục. Phật có ánh sáng thiền định tràng, người trì tánh ấy khỏi tà hạnh. Phật có ánh sáng đa văn tràng, người trì tánh ấy được khen ngợi. Phật có ánh sáng diệt ý tràng, người trì tánh ấy không sầu lo. Phật có ánh sáng tịnh giới tràng, người trì tánh ấy khỏi phá giới. Phật có ánh sáng diệu hương tràng, người trì tánh ấy không hôi hám. Phật có ánh sáng pháp thậm thâm, người trì tánh ấy không nghi hoặc. Phật có ánh sáng vô sở trụ, người trì tánh ấy khỏi ba cõi. Phật có ánh sáng ly phân biệt, người trì tánh ấy không chấp lấy. Phật có ánh sáng diệu cao sơn, người trì tánh ấy không bị động. Phật có ánh sáng bí mật hạnh, người trì tánh ấy không sợ trước. Phật có ánh sáng giải thoát hạnh, người trì tánh ấy không buộc trói. Phật có ánh sáng thiện điều phục, người trì tánh ấy được điều nhu. Phật có ánh sáng vô động giao, người trì tánh ấy khỏi tham nhiễm. Phật có ánh sáng thiện điều thuận, người trì tánh ấy giới viên mãn. Phật có ánh sáng chúng thiện hạnh, người trì tánh ấy không bị nhiễm. Phật có ánh sáng đa lợi ích, người nghe tánh ấy khỏi các lỗi. Phật có ánh sáng thắng tri kiến, người nghe tánh ấy không mê hoặc. Phật có ánh sáng cầu lợi ích, người nghe tánh ấy không giận dữ. Phật có ánh sáng tâm thích duyệt, người nghe tánh ấy được an vui. Phật có ánh sáng vô nhiệt não, người trì tánh ấy biết không tánh. Phật có ánh sáng không vô tánh, người trì tánh ấy vượt hí luận. Phật có ánh sáng vô y chỉ, người trì tánh ấy chẳng lay động. Phật có ánh sáng ly mê hoặc, người trì tánh ấy chẳng do dự. Phật có ánh sáng vô trụ xứ, người trì tánh ấy khỏi ngu tối. Phật có ánh sáng yểm nhục thân, người trì tánh ấy sẽ chẳng thọ. Phật có ánh sáng vô sở thủ, người trì tánh ấy lìa văn tự. Phật có ánh sáng vô hữu si, người trì tánh ấy lìa ngôn thuyết. Phật có ánh sáng vô khứ xứ, người trì tánh ấy biết vị lai. Phật có ánh sáng phổ biên tế, người trì tánh ấy biết quá khứ. Phật có ánh sáng vô dữ đẳng, người trì tánh ấy biết vô lậu. Phật có ánh sáng chứng thánh giả, người trì tánh ấy biết tối thượng.
Phật có ánh sáng vô cấu nhiễm, người trì tánh ấy lìa chấp trước. Phật có ánh sáng ly trần bụng, người trì tánh ấy không chối không tối che. Phật có ánh sáng vô ái luyến, người trì tánh ấy lìa sở y. Phật có ánh sáng tối thắng thượng, người trì tánh ấy dẹp luận khác. Phật có ánh sáng thiểu tráng niên, người trì tánh ấy thành sáu hạnh. Phật có ánh sáng tối tôn thắng, người trì tánh ấy trí vô ngại. Phật có ánh sáng tên tốc tật, người trì tánh ấy thành thắng tăng. Phật có ánh sáng tên hữu tướng, người trì tánh ấy biết thông pháp. Phật có ánh sáng tên vô tướng, người trì tánh ấy lìa kiêu mạn. Phật có ánh sáng tên vô sinh, người trì tánh ấy được vô đắc. Phật có ánh sáng tên niệm Phật, được chư Như Lai thường khen ngợi. Ở nhiều chỗ Phật tu các hạnh mới được thành ánh sáng như vậy. Thân Phật hiện ra các ánh sáng, số vi trần ngàn câu chi cõi, vô lượng câu chi cõi như vậy. Số ấy lại như các biển lớn, mỗi mỗi vi trần những ánh sáng, đều có bao nhiêu những quyến thuộc ánh sáng chiếu khắp cõi không Phật, hóa làm thân Như Lai thanh tịnh. Diện nói pháp, thậm thâm vi diệu, an trụ trong chúng sinh nhẫn nhục. Phật có ánh sáng tên là Phật, khiến các chúng sinh trụ Phật đạo. Phật có ánh sáng tên là Pháp, thanh tịnh chiếu sáng không vết nhơ. Phật có ánh sáng tên là Tăng, để cho Phật Như Lai khen ngợi. Phật có ánh sáng tên thanh tịnh, ánh sáng thù thắng rất khó được. Phật có ánh sáng tên là Hoa, lợi ích chúng sinh được thành tục. Phật có ánh sáng tên là Phạm, hoặc tên Đế Thích, hoặc tên Thiên, tên Nguyệt, tên Long, tên Dạ Xoa, tên Atula, Kalola, hoặc tên là Vương, tên Phụ Nữ, hoặc tên Đồng Nữ, tên Đồng Nam. Các thứ ánh sáng của Phật ấy đều có pháp lành độ đồng loại, hay khiến vô lượng câu chi chúng đều được thành tựu đạo Bồ Đề. Phật có ánh sáng tên Trí Tuệ, hoặc có tên Giới, hoặc tên Từ, hoặc tên Bi, tên Hỷ, tên Đăng, hoặc Hiệu Đồ Hương, hoặc Âm Nhạc. Những loại ánh sáng của Phật ấy đều tùy bản hạnh làm tên nó, đều nhiếp vô lượng loài chúng sinh, do đó thành tựu ánh sáng ấy. Phật có ánh sáng tên Tôn Trọng, được chư Phật Như Lai ngợi khen, với giáo pháp Phật thường cung kính, do đó thành tựu ánh sáng ấy. Mắt Phật nhìn thấy số chúng sinh, mỗi lỗ lông hiện nhiều ánh sáng, mà mỗi mỗi các ánh sáng kia đều có quyến thuộc đồng vây quanh. Tùy các chúng sinh tâm họ niệm, nhờ ánh sáng Phật đều thành thục. Nếu được nghe nói ánh sáng ấy, hay sinh lòng mừng rất mến thích. Người này thuở xưa chỗ chư Phật đã từng được nghe kinh như vậy. Phật có ánh sáng tên tối thắng, quyến thuộc số 80 câu chi, xưa từng một kệ khen ngợi Phật, thế nên thành tựu ánh sáng ấy. Phật có ánh sáng tên vô ưu, quyến thuộc 80 na do tha, trì pháp của một Như Lai nói, thế nên thành tựu ánh sáng ấy. Phật có ánh sáng tên thắng tịnh, quyến thuộc số 80 câu chi, nếu thọ trì được một tam muội thì được thành tựu ánh sáng ấy. Quá khứ có Phật, tên là Tối Thắng. Phật ấy trụ thế, thọ vô lượng tuổi, ban đầu thành đạo. Ở trong Pháp hội, chúng có 80 na do tha số. Lúc ấy ở tại Diêm Phù Đà này, có một vị vua tên là Lạc Thanh. Vua ấy lại có 500 vương tử, dung nhan đoan chánh, người thấy đều mừng. Lúc ấy quốc vương Oai Đức tự tại đối với Tam Bảo, lòng rất mến tinh, vương tược thắng diệu của quốc vương kia đều đem phụng thí cho Phật Tối Thắng. Ở chỗ kinh hành, trong vườn tược ấy lại có vô lượng cây chim bạc ca, cây câu luật đà, cây chân thúc ca, ưu đàm bát la, ba la ba tra, cây thi lợi xa và cây vô ưu. Số cây đều có 80 câu chi, các cây như vậy đông hạ đều tươi, hoa, trái, cành, lá, màu sáng, bóng tốt, hương thơm vi diệu, ướp thân Như Lai, có các tỳ kheo thân màu vàng rồng. Các vị đều ngồi dưới rừng cây ấy, dũng mãnh tinh tấn được Đà La Ni. Đức Phật Tối Thắng thương quốc vương ấy và các vương tử cùng đại chúng khác, nên nói quang minh, quyết định như vậy. Quốc vương nghe rồi trong lòng vui mừng, nói vô lượng kệ khen ngợi Như Lai. Quốc vương lại đem 80 câu chi, lọng báu vi diệu phụng hiến Đức Phật. Mỗi chiếc lọng báu dùng châu mani nghiêm sức giáp vòng, trong lưới trên lọng châu mani ấy, mỗi hạt giá trị 80 câu chi vàng Diêm Phù Đàn. Mỗi chiếc lọng ấy có đủ 80 câu chi hạt châu để làm chuỗi ngọc. Châu mani ấy màu bóng láng nhuận, thường phóng ánh sáng cả ngày lẫn đêm.
bởi một tia sáng chiếu trăm do tuần, sáng ấy chói sáng che lấn mặt trời, che lấn trời trời. Lòng ấy còn có 80 câu chi, giải báu sư tử, 80 câu chi, vòng báu chỉ vàng, nghiêm sức bốn mặt, lại có nhiều thứ, trân kỳ, màu đẹp, xen lẫn trang nghiêm, lưới báu trân châu. Dùng lòng như vậy, che khắp vườn tược, trên ấy lại có hoa tô, ma na, a đề mục đa, mục chân lân đà, u đàm bát la, hoa sen xanh thảy, vô lượng lọng hoa, nhiều thứ như vậy, mỗi chiếc lọng đều vừa với lưới báu, dùng y tơ vàng, tên câu tra ma, để làm lọng đẹp, che trùm trên ấy. Giường báu chiên đàn, chân bàn vàng đồng, số giường cũng có 80 câu chi, chiếu đệm lụa màu, để trải trên giường. Lúc ấy tất cả các loài chúng sinh, tận trời hữu đảnh đều đến dự hội, ở chỗ Như Lai nghe kinh điển này. Trời rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà Vương, Ma Hầu La Già và Atula nghe kinh này rồi đều rất vui mừng, nói trăm ngàn kệ khen ngợi Như Lai, tất cả đều phát nguyện đại bồ đề. Chúng trời rồng thần và Atula dùng lòng kính tinh mưa hoa mạn đà, trân châu các báu để dân cúng dường. Lúc ấy lại có 80 câu chi, trời đại oai lực nghe kinh này rồi, lòng họ vui mừng phát nguyện bồ đề. Ở đời vị lai được quen bên ấy, Đức Phật tối tháng biết sở nguyện họ, liền thọ ký họ đều sẽ thành Phật. Lúc đó lại có 80 câu chi, Thích Đề Hoàng Nhân cùng các phạm chúng, nghe nói kinh điển thấy sáng như vậy, lòng họ vui mừng phát tâm bồ đề, đều được thọ ký tương lai thành Phật. Lúc đó lại có 80 câu chi, Na Do Tha Rồng, nghe kinh này rồi phát tâm bồ đề, đều được thọ ký. Lúc đó lại có 80 câu chi, Kim Sĩ Địa Vương, nghe kinh này rồi, kiên trì năm giới cũng được thọ ký. Lúc đó lại có 80 câu chi, Càn Thác Bà Vương, nghe kinh này rồi. Tấu ngàn thứ nhạc, âm thanh vi diệu, cúng dường Đức Phật, được Phật thọ ký. Lại có 80, Na Do Tha Số, Dạ So Quỷ Vương, nghe kinh này rồi. Lòng rất kính tinh, trí tuệ của Phật, tất cả đều được thọ ký bồ đề. Nguyệt Quang nên biết, Đức Vua Lạc Thanh cúng dường các thứ cho Phật tối thắng. Nào phải người lạ, chính là ông đấy. Ngày xưa ông nhờ nghe kinh điển này, thế nên hôm nay ông lại tôi hỏi sao ta nhập diệt lúc chánh pháp ta sắp phải hoại diệt với kinh giáo này. Nếu có người nào sinh lòng kính tinh thì nói rộng được kinh điển như vậy. Nếu ở vị la nói kinh này, đó là hộ trì chánh pháp ta. Dường như người dẫn đường đoàn buôn cũng gọi là hộ trì bảo tạng. Nếu ở vị lai nghe kinh này, lòng vui thích khoản khởi móng tay, nên biết đó là oai thần Phật, cũng do Đức Văn Thù gia hộ. Người ấy liền được thấy chư Phật, truyền cho bí pháp được sáng suốt. Nếu người chất trực lòng nhu nhuyến, thường xuyên cúng dường lên chư Phật, tu hành vô ngã lòng từ nhẫn, người ấy mến thích kinh điển này. Nếu người thường ôm lòng chẳng thiện, tham cầu lợi danh không chán đủ, nơi pháp tịch tỉnh không thích ưa, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người cúng dường cho Như Lai, khéo biết rõ được pháp thâm diệu, nơi chánh trí Phật lòng kính tinh, người này mến thích kinh điển này. Nếu người tán loạn lòng không sạch, thường làm hàng thịt khó điều phục, làm tôi tớ cho các cảnh dục, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người thường thích A Lan Nhã, ở nơi riêng vắng lòng tịch tỉnh, chẳng ham lợi danh và thân thuộc, người này mến thích kinh điển này. Nếu người tùy thuận bạn xấu ác, tổn hoại pháp lành của mình người, nơi giới và định nhiều tổn thất, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người chí nguyện rất thanh tịnh, thường dùng trí tuệ quán các pháp, được thiện trí thức, hộ niệm cho, người này mến thích kinh điển này. Nếu người ràng buộc mà thân hữu, mang cho hoa quả khiến hoan hỷ, lòng không chánh trực nhiều vua vậy, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người thường nhớ ân chư Phật, nơi thắng thiện căn lòng ưa mến, hồi hướng bồ đề không vua vậy, người này mến thích kinh điển này. Nếu người luyến mê nơi phụ nữ, nhiều y phục đẹp đẽ nghiêm sức, thương muốn cùng họ đồng chú hí, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người thâm tâm không nương dựa, nơi các cảnh dục không bị nhiễm, chẳng vì uống ăn mà vua nịnh, người này mến thích kinh điển này.
Nếu người dẫn dạy các chúng các quần sinh mà nói dâm dục không tội lỗi, đó là phỉ báng Tam Thế Phật, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người tính nguyện thường kiên cố, phát khởi tinh tấn cầu thiện pháp, chẳng sinh mỏi mệt và khinh mạng, người này mến thích kinh điển này. Nếu người ràng buộc với phụ nữ, thường nhớ nghĩ mãi các cảnh dục, thường tu trí tuệ, lợi ích rộng, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người ngồi yên ở núi rừng, tu tập trí tuệ thường thanh tịnh, chẳng tham tất cả đồ tư sinh, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tiền hậu tế mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này ngu si bị ma ám, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tiền hậu tế thường thông đạt rõ, không mê hoặc, người này thoát khỏi lối tà ma, người này mến thích kinh điển này. Nếu nơi mắt hữu biên vô biên, người thường mê hoặc chẳng rõ được, người này ngu si bị ma ám, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu nơi mắt hữu biên vô biên, người thường thông đạt không mê hoặc, người này thoát khỏi lưới tà ma, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi tướng mắt thành hoại mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này ngu si bị ma ám, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi tướng mắt thành hoại mà thường thông đạt không mê hoặc, người này thoát khỏi lưới tà ma, người này mến thích kinh điển này. Cho đến tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, địa thủy hỏa phong cùng thể tánh, sự vật chúng sinh với và với khổ. Uẩn giới thế sinh thế danh đế, tham sân si mạn ái phú kiêu, sang tật xiểm cuốn phẫn và hận, nên biết mỗi mỗi đều như vậy. Nếu người nơi mắt tận bờ kia mà thường mới hoặc chẳng rõ được, người này xa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tận biên kia mà thường thông đạt không mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt diệt hoại kia mà thường mới hoặc chẳng rõ được, người này xa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt diệt hoại kia mà thường thông đạt không mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tịch diệt kia mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này xa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tịch diệt kia mà thường thông đạt không mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu, người này ưa thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt không đến đi mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này xa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt không đến đi mà thường thông đạt chẳng mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu, người này ưa thích kinh điển này. Nếu người chẳng rõ mắt vô ngã, nơi mắt tận tánh thường mê hoặc, người này xa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được mắt vô ngã, nơi mắt tận tánh thường thông đạt, người này lìa các hạnh phàm phu, người này mến thích kinh điển này. Nếu người chẳng rõ mắt vô ngã, nơi nhẫn hành xứ thường mê hoặc, người này xa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được mắt vô ngã, nơi nhẫn hành xứ thường thông đạt, người này lìa các hạnh phàm phu, người này mến thích kinh điển này. Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh, họ chẳng thành tựu vô y giới. Vì chẳng thành tựu vô y giới, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được mắt tận tánh, họ thành tựu được vô y giới. Vì đã thành tựu vô y giới, người này mến thích kinh điển này. Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh, họ chẳng thành tựu vô lậu giới. Vì chẳng thành tựu vô lậu giới, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được mắt tận tánh, họ thành tựu được vô lậu giới. Vì đã thành tựu vô lậu giới, người này mến thích kinh điển này. Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh, họ chẳng thành tựu vô lậu tuệ. Vì chẳng thành tựu vô lậu tuệ, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được mắt tận tánh, họ thành tựu được vô lậu tuệ. Vì đã thành tựu vô lậu tuệ, người này mến thích kinh điển này. Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh, nơi nhãn không tánh thường mê hoặc, họ chẳng sinh được trí tổng trì, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được mắt tận tánh, nơi mắt không tánh thường thông đạt, họ hay sinh được trí tổng trì, người này mới thích kinh điển này. Nếu người biết rõ mắt tận tánh,
Họ thành tựu được trí tổng trì cho đến trí vô lượng công đức, người này mới thích kinh điển này. Nếu người chẳng thích kinh điển này, nên mắc tận tánh thường mê hoặc. Họ bị thoái thất các thiền định, chứng trí vô thượng thật là khó. Nếu người mến thích kinh điển này, nên mắc tận tánh thông đạt được. Họ được thành tựu các thiền định, chứng trí vô thượng chẳng phải khó. Nếu người biết rõ mắc tận tánh, nơi tướng vô ngã thông đạt được, họ thường được nghe pháp như vậy, sau tin hiểu rõ được không nghi. Nếu người tư duy mắc tận tánh, ngày đêm siêng năng không lười mỏi, họ được thành tựu tổng trì biện, thường chuyển tiết được kinh điển này. Nếu người tư duy kinh điển này, thành tựu xuất hiện quang minh trí, họ được hiện phát chư Như Lai, đem mắt không tánh hay thông đạt. Giả sử xây dựng 100.000 tháp, cúng dường tất cả các thế tôn, nếu người tư duy kinh điển này, chỗ được công đức lại hơn kia. Giả sử 100.000 các kỷ nhạc, cúng dường xá lợi của Như Lai, nếu người được nghe kinh điển này, chỗ được công đức lại hơn kia. Mắt Phật thấy rõ các chúng sinh đều đồng Như Lai mà cúng dường, quá vô lượng câu chi số kiếp, chẳng bằng thọ trì kinh điển này. Nếu người ở trong khế kinh này, thọ trì diễn thuyết 4 câu kệ, với người này phải nên cung kính, dường như đấng tối thắng đại bi. Ta thọ xưa 100.000 kiếp, lưu chuyển trong 3 cõi sinh tử. Từng ở chỗ vô lượng chư Phật, vì khế kinh này mà cúng dường, hoặc thắp vô lượng 100.000 đèn, tiêm đèn đều bằng do tuần lớn, vì ở kinh này được tự tại, vì thế cúng dường đại đạo sư, hoặc dùng hoa chim bạc bà lợi, hoa tô mana, hoa vô ưu, đem vòng hoa này và phướng lộng các thứ cúng dường tháp Như Lai. Thời xưa ta ở trong sinh tử, có người đến cầu ta đều thí, hoặc thí hoa trái các núi vườn, các rừng vườn, hoặc thí cầu bến và suối giếng, hoặc thí voi trắng và kỳ lân, hoặc thí ngựa báu và thể nữ, hoặc thí giường vàng, màn trân bảo, hoặc thí chuỗi ngọc vòng hoa đẹp. Mỗi món như vậy cả 100.000, vì khế kinh này nên không tiếc. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 31, Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp Hội 11, xuất hiện quang minh phần 2. Ta xưa vì kinh này hộ trì giới thanh tịnh, thường tu tập định tuệ và thí các chúng sinh. Ta xưa vì kinh này, người ác đến hủy mắng, ta thường thương xót họ, với họ chẳng chế hại. Ta xưa vì kinh này, ai sinh đều bố thí, đều tùy họ ưa thích, đều làm cho hoan hỷ. Ta xưa vì kinh này, dâng cho các cung điện, trang nghiêm những lưới báu, cúng dường lên chư Phật. Ta xưa vì kinh này, xả các thứ trân ngoạn và đem cho mani, cúng dường lên chư Phật. Ta xưa vì kinh này, thường ghi nhớ ân người, cho đến nghe một kệ, luôn tôn trọng người ấy. Ta xưa vì kinh này, tôn trọng người trì giới, cho đến chỗ kinh hành, thường cung kính nơi ấy. Ta xưa vì kinh này, hoặc ở trong sinh tử, cho đến có chút ân, thường mau đáp, mong báo đáp họ. Ta xưa vì kinh này, chẳng bán pháp cầu lợi, thương mến hàng thân hữu và tất cả chúng sinh. Ta xưa vì kinh này, nghe nhiều, giỏi, giảng thuyết, không chấp trước các pháp, chẳng lẫn tiếc với người. Ta xưa vì kinh này, nếu có tâm niệm xấu, liền sám hối tội tiêu, chẳng để nó tăng trưởng. Ta xưa vì kinh này, thân làm vương thái tử, được bao nhiêu trân bảo, hương hoa và hương bột, ta liền phát tịnh tâm, dâng cúng lên chư Phật. Ta xưa vì kinh này, thương những kẻ lao tù, bị các thứ khổ sở, đem thân mình thay họ. Ta xưa vì kinh này, bỏ những vui năm dục, thường mỗi tháng lục trai, thọ trì các cấm giới. Ta xưa vì kinh này, thường tu hành nhẫn nhục, cho đến với vợ con, cũng chẳng sinh tham lẫn. Ta xưa vì kinh này, khiến những người nghèo đói, thảy đều được an vui, đầy đủ những của báu. Ta xưa vì kinh này, mà nhiếp thọ tất cả sa môn bà la môn và các loài chúng sinh. Ta xưa vì kinh này, làm lợi cho tất cả, thường làm đại thí chủ, chẳng tiếc với người sinh, hoặc nơi cây hoa quả, chẳng cho người đốn chặt, thí khắp các chúng sinh, tùy ý đều đầy đủ. Thuở xưa ta bố thí, lòng ta thường bình đẳng, trì giới đủ công đức, phá giới không tàm quý, người chấn đại thần thông, dưới đến loài phàm phu, ta đều tôn
trọng họ, cung kính, chu cấp kẻ. Tỏa xưa ta bố thí, lòng ta không cao hạ. Chẳng cầu sinh cõi lành, chỉ ưa thích kinh này hoặc làm cho trong nước đều không có oán địch, địa phục các loài rồng, đúng thời mưa nhuần mát. Nguyệt quang ông phải biết, trải qua vô lượng kiếp, ta vì cầu kinh này tu tập các khổ hạnh. Dù trong 500.000 kiếp, tiếng nói chẳng hết được, ông đã có tịnh tính, thỏa mặc thế tương lai, phải sinh tâm chánh niệm, diện nói kinh điển này, ta dùng mắt Phật xem, thấy rõ đời vị lai, có bao nhiêu công hạnh đều biết rõ tất cả. Nếu có các tỳ kheo, vì cầu trí vô thượng, hay dùng tâm tịnh tính, diện nói kinh điển này, người ấy và chỗ ở ta biết rõ tất cả. Nếu thỏa vị lai sau, nghe kinh này mà thích, chí nguyện và phương tiện ta biết rõ tất cả. Nếu những người hạ liệt chẳng nghe kinh điển này, chê bai người tuyên thuyết, ta biết rõ tất cả. Nếu có các tỳ kheo và các tỳ kheo ni được nghe kinh điển này, cảm thương mà khóc lóc, ta đều tỏ ký họ, được thấy đấng tối thắng. Nguyệt quang, ông phải biết, thần thông lực của Phật, hoặc người tâm thanh tịnh, hoặc người chẳng thanh tịnh, hoặc người có tính giải, ta đều biết rõ cả. Nếu có các chúng sinh, chí nguyện thường tịch tỉnh, an trụ các thiền định, chẳng dính mắc sinh tử, cho đến những tập khí đều vĩnh viễn dứt hẳn, các công đức như vậy ta đều biết rõ cả. Hoặc có các chúng sinh mê chấp pháp hư vọng, hoặc có các chúng sinh với Phật lòng mến thích, những việc đời vị lai ta đều biết rõ cả. Nếu có các chúng sinh nhiễm trước vui thế gian, với Phật chủng Bồ Đề chẳng khéo khai phát được, do vì nhân duyên ấy lui mất các phương tiện. Nếu có người biết được chư Phật Bồ Đề chủng, người ấy tất sẽ được vô biên quang thanh tịnh. Nguyệt quang, ông phải xem những người, những quang minh như vậy, mỗi mỗi sự nhân duyên, thảy đều có sai khác. Ông dùng sức trí tuệ, phải biết rõ tất cả. Nếu bỏ ác tri thức mà gần gũi bạn lành, hộ trì giới thanh tịnh, thành tựu Phật quang minh. Ông phải hộ các căn, rời bỏ không tàm quý, tu hành các pháp lành, hộ trì các chúng sinh. Ông phải bỏ tranh cãi, thấu tỏ nơi tánh không, chẳng tham cầu lợi dưỡng, nghe nhiều giỏi giảng thuyết. Ông phải xem lợi dưỡng dường như là phẫn nhơ, chớ vì phẫn lợi dưỡng ô nhiễm tâm thanh tịnh, thường cầu tìm trí tuệ sẽ được lợi vô thượng. Ông phải tu Phật đạo, quán Phật đồng pháp tánh, thường thắp đuốc đại pháp xoay khắp trong thế gian. Ông phải như núi to, tâm an trụ bất động, bị chửi hoặc bị đánh đều nhận được tất cả. Ông phải vì chúng sinh làm bạn lành chân thật, phải bỏ tâm hệ liệt, thường tu hành thanh tịnh. Ông dùng tâm kiên cố, diện nói pháp vô thượng, kinh vi diệu như đây, nên trao người từ tâm, muốn cầu trí vô thượng, chớ sợ hãi sinh tử. Do đây bỏ được ác, sẽ được lợi thù thắng. Ví như người trí sáng, khéo hay dùng được nước, hoặc nấu chín thức ăn, chẳng bị lửa cháy phỏng. Nếu là kẻ ngu si, nếu không có phương tiện khéo, để lửa chạm vào tay, liền bị lửa cháy phỏng. Cũng như người trúng độc mê muội tâm cuồng loạn, dùng lửa để cứu trị, do đó mà được lành. Nguyệt quang, ông phải biết, người trí cũng như vậy, nương ý biết ý không, nếu ở trong sinh tử, nương nhãn biết nhãn không, không chấp trước nơi nhãn. Nếu biết được như vậy, ở nhãn cũng vô hại, nếu biết nhãn tánh không, thành tựu trí chân thật là do trí chân thật sẽ phát được ánh sáng. Nếu biết nhãn tánh không, dứt hẳn lòng tham dục, vì không có tham dục sẽ phát được ánh sáng. Tất cả những phiền não, sân, si và ngã chấp, phú não cùng sang tật, vô tàm và vô quý, phẫn hận cùng cống cao, kiêu mạn và thượng mạn, xiểm cuốn cùng phóng dật, mỗi món nói như tham, nếu được trí chân thật, biết rõ nhãn tịch diệt, do vì biết tịch diệt, sẽ phát được ánh sáng. Nếu được trí chân thật, trụ trong Phật lý thú, vì ở trong lý thú sẽ phát được ánh sáng. Nếu được trí chân thật, trụ trong Phật phương tiện, vì ở trong phương tiện sẽ phát được ánh sáng. Nếu chẳng tu thật trí mà rời được chướng não và thành ra ánh sáng, ta chưa từng nghe thấy,
Nếu siêng tu thật trí, rời hẳn những chướng não, thuận theo công hạnh ấy sẽ phát ra ánh sáng. Nếu cầu hạnh tối thắng, phải học tập kinh này, cúng dường chư Như Lai, được thật trí phương tiện. Nếu tu trí chân thật, phải cúng dường như Phật, thành phát ra ánh sáng như trái nằm trong tay. Nếu mê nhãn vô ngã thì mất pháp sa môn, người ấy chẳng nên được phát ánh sáng như vậy. Nếu biết nhãn vô ngã thì nên pháp sa môn, người ấy sẽ chứng được phát ánh sáng như vậy. Nếu biết nhãn tận tế thì biết nhĩ sinh tế, do biết nhĩ sinh tế thì thành pháp sa môn. Nếu chẳng biết khắp được biên tế của nhãn tánh thì cũng chẳng biết khắp biên tế của nhãn sinh, người ấy chẳng được thành phát ánh sáng như vậy. Nếu có thể biết khắp biên tế của nhãn tánh thì cũng biết khắp được biên tế của nhãn sinh, người ấy sẽ chứng được phát ánh sáng như vậy. Nếu chẳng khéo biết rõ biên tế của nhãn tánh thì chẳng khéo biết rõ biên tế của nhãn sinh, người ấy chẳng thực hành phát ánh sáng như vậy. Nếu khéo biết rõ được biên tế của nhãn tánh thì khéo biết rõ được biên tế của nhãn sinh, người ấy sẽ chứng được phát ánh sáng như vậy. Nếu chẳng hiện biết rõ biên tế của nhãn tánh thì chẳng hiện biết rõ biên tế của nhãn sinh, người ấy chẳng được thành phát ánh sáng như vậy. Nếu được hiện biết rõ biên tế của nhãn tánh thì cũng hiện biết rõ biên tế của nhãn sinh, người ấy sẽ chứng được phát ánh sáng như vậy. Nếu chẳng khéo biết rõ biên tế của nhãn tánh thì chẳng khắp biết rõ biên tế của nhãn sinh, người ấy chẳng được thành phát ánh sáng như vậy. Nếu khéo biết rõ được biên tế của nhãn tánh thì cũng khéo biết rõ biên tế của nhãn sinh, người ấy sẽ chứng được phát ánh sáng như vậy. Nếu chẳng khéo biết rõ thanh tịnh của nhãn tánh thì cũng chẳng khéo biết thanh tịnh của nhị tánh, người ấy chẳng được thành phát ánh sáng như vậy. Nếu khéo biết rõ được thanh tịnh của nhãn tánh thì cũng khéo biết rõ thanh tịnh của nhị tánh, người ấy sẽ chứng được phát ánh sáng như vậy. Tất cả nhĩ tỷ thiệt thân ý cùng sắc thanh, hương vị, xúc và pháp, địa thủy hỏa phong đại, tự tánh sự thế gian khổ, quẩn giới thế sắp sinh, cùng với thanh hương thảy, tất cả đều như thế. Đức Thế Tôn bảo đồng tử Nguyệt Quang: Này thiện nam, nếu có chúng sinh nào phát tâm hướng đến đại thừa, vì họ muốn được thành tựu viên mãn xuất hiện quang minh như vậy, thì có 80 căn lành làm tư lương. Những gì là 80? Đó là hộ niệm chúng sinh, không có lòng làm tổn hại, với giới cấm thanh tịnh thì phụng trì không kém, không khém khuyết, thường tâm thường bình đẳng, không có vui vậy, cũng không có tâm sang tật tham cuốn, sâu tinh kinh điển ví dụ đại thừa, cũng chẳng mến luyến giàu sang kiêu căng phóng dật, đầy đủ sức nhẫn nại, chí nguyện không thoái thất, ý thích thanh tịnh, ở A Lan nhã chẳng nương ở quyến thuộc, lợi dưỡng danh vọng, an trụ các thiền định xuất hiện quang ta muội. Với người có giới hạnh chẳng xiểm khúc mà phụng thờ, với người đồng hạnh, đồng phạm hạnh thì phát khởi ý thích thù thắng. Vì kính mến pháp nên rất tôn trọng các hòa thượng và A-sa-lê, thấu rõ khế kinh, tuyên thuyết khéo giỏi, lời nói thành thật, an trụ chánh tư duy, siêng trồng căn lành, thường làm việc bố thí, biết rõ nghiệp ma, giữ kín các căn, lời nói an tường rõ ràng, biết rành chân đế, cũng hay biết rõ tự tướng của các địa vị, cầu vô tận sắc, chẳng tiếc thân mạng, dạy dỗ bốn chúng tuyệt suy tưởng thế gian, đời các tà kiến cho rằng không có đời sau, chẳng hiện tướng lạ phỉnh kẻ chưa học, thường tự hết sức đem pháp mà mình đã học ra khai thị cho người, chẳng bao giờ khen ngợi âm thanh ca vịnh, cũng chẳng khen ngợi đồ trang sức, chứng nhập các đế lý đầy đủ đa văn, rời bỏ ngũ nghĩ, xuyên cầu chánh pháp, tôn trọng Đức Phật, phát tâm Bồ đề, bỏ sự nghiệp thế gian, tu tập các học xứ, vì mến pháp nên nương tựa các bạn hay giỏi, cầu tìm các căn lành, không có lòng chán đủ, mến thích xuất gia, hộ trì Phật pháp, chẳng khởi ác nghiệp, với giáo pháp không nghi ngờ, khéo nói ví dụ, khai thị bí mật, với đại Bồ đề chí cầu không mỏi, chưa hề quên mất kinh điển đã được học, chẳng bỏ tự học, điều phục dị luận, cầu đạo giải thoát xuất ly, tu vô lượng công hạnh, tâm mình quyết định nơi pháp trí kia. Thấy rõ nhân quả luân hồi nối nhau, chẳng luyến trước ba cõi, rời lìa tăng thượng mạng, với kẻ bất tín như bất tín thì xây dựng đối trị, rõ thấy quả báo sai biệt ở đời vị lai, khéo biết tiền tế chẳng nhờ mượn duyên người khác,
Nơi hạnh viễn ly thì siêng năng tu tập. Nơi tướng tốt của Phật thì trang nghiêm toàn vẹn, đó là 80 tướng. Lại nữa, này Nguyệt Quang, 80 pháp ấy vào trong năm pháp, những gì là năm pháp? Đó là biết sinh tử, biết niết bàn, biết phiền não hết sạch, biết tăng thượng, biết phước quả. Lại nữa này thiện nam, năm pháp ấy vào trong hai pháp, đó là tâm thanh tịnh trang nghiêm và sắc thanh tịnh trang nghiêm. Lại nữa này Nguyệt Quang, hai pháp ấy phải vào trong một pháp, đó là có thể thành tựu vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai. Lại nữa này Nguyệt Quang, lại có 80 pháp khéo có thể thành tựu vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai. Những gì là 80 pháp? Đó là bố thí tư lương, trí tuệ rộng lớn, tu giới thanh tịnh, rời phiền não nóng bức, so dẹp kiêu mạn, lời nói dịu dàng, với các sự việc không việc gì chẳng biết, phải thời đúng lúc, cũng biết bạn lành, hướng đến đại thừa, mặc giáp tinh tấn, oai nghi, lợi ích cho người. Với kẻ xa vào phiền não thì làm cho họ dứt nghi lầm, phá trừ pháp ác, tu hành pháp lành, chẳng làm bạn với người ác, gieo trồng căn lành không chán đủ, phát tâm bồ đề dũng mãnh tinh tấn, hay biết ma sự, chứng các đế lý, chân thật cúng dường, quyết rõ không nghi, lòng nhớ đến chúng sinh, thường ôm lòng tế độ, chẳng chấp trước ba cõi, phát khởi tâm rộng lớn, với chúng sinh bất thiện thì chỉ cho họ thấy lỗi ác, bỏ tham sân si, chẳng mong cầu lợi năm dục, thành thuộc chúng sinh, sửa sang tháp của Phật, tôn trọng cung kính các bậc thánh, thân cận phụng thờ người an trụ đại thừa, không bao giờ khen ngợi người ở bậc hạ, ở thừa hạ liệt, rời xa hàng thanh văn, so dẹp oán địch. Với Phật Thế Tôn thì cúng dường rộng lớn, phụng thờ cúng dường với tâm thù thắng, được trí vô ngại, đầy đủ biện tài, dùng các thí dụ để khai thị chánh pháp, chẳng bao giờ sai trái với tánh không, cầu pháp không biến trễ, phát bày nghĩa sâu xa, đủ đại tổng trì, thuyết pháp không nhiễm trước, có thể truyền bá rộng rãi, hóa đạo không nhàm chán, viên mãn các công hạnh. Có oai đức lớn, biện tài không trở ngại, thành tựu đa văn, chẳng khen ngợi người ác, tu các nghiệp lành, hiểu rõ các uẩn, rời bỏ các kiến chấp, thông đạt nhân tánh, vượt hơn chỗ sở hành, xa rời cảnh quấy, phát sinh lòng tin thanh tịnh, an trụ chánh đạo, ưa thích đại thừa, bình đẳng, nhiếp thọ, chẳng chấp trước vô ngã, chẳng nhèm sinh tử, thích cầu niết bàn. Vì thiểu dục nên ở A Lan Nhã, thường đi khất thực không lười mỏi, tùy có được gì trong lòng sinh vui mừng biết đủ. Rời vô tàm quý, thân cận chư Phật cùng ở với bạn lành, bỏ các phi loại, thương các phàm phu, đồng hành chúng sinh, với Phật có lòng tin thanh tịnh. Rời lìa chẳng phải pháp khí, với người trái nhau thì chẳng cùng họ chuyện vãng, người chẳng đến cầu thì chẳng chỉ dạy, nếu có người đến cầu thì theo cơ nghi mà thuyết pháp, bình đẳng với món ăn, thường làm việc khắp bố thí, mở cửa bố thí lớn. Này Nguyệt Quang, 80 pháp ấy nếu có thể được vô ngại giải thoát của chư Phật. Được nghe pháp ấy, đồng tử Nguyệt Quang rất vui mừng, liền ở trước Đức Phật nói kể rằng, Đức Phật biến nhãn tận biên tế, nên nay xuất hiện trí thanh tịnh, vì hay xuất hiện trí thanh tịnh, nên đủ Như Lai thanh tịnh quang. Đức Phật biết rõ nhãn vô ngã, nên hay xuất hiện thanh tịnh âm, vì hay xuất hiện thanh tịnh âm, nên đủ Như Lai tướng phạm âm. Thuở xưa Đức Phật lợi chúng sinh, nên hay thành tựu ngữ thanh tịnh, vì hay thành tựu ngữ thanh tịnh, lợi ích vô lượng các thế gian. Đức Phật biết rõ nhãn tánh không, nên hay thành tựu trí tổng trì, vì hay thành tựu trí tổng trì, xuất hiện Như Lai vô lượng quang. Đức Phật biết rõ nhãn sai biệt, tên khác của nhãn cũng vô biên, vì biết danh tự khác vô biên, xuất hiện Như Lai vô lượng quang. Phật biết văn tự sai biệt môn, biết nhãn tánh, biết nhãn rỗng không lìa văn tự, vì biết nhãn không lìa văn tự, xuất hiện Như Lai vô lượng quang. Nếu người suy gẫm nhãn vô ngã, thì biết lời Phật là chân thật, vì biết lời Phật là chân thật, xuất hiện Như Lai quyết định quang. Như Lai thành tựu thắng thần thông, liền biết vô biên nhãn diệt hoại, vì biết rõ được nhãn diệt hoại, lợi ích tất cả các thế gian. Đại bi tối thắng lượng túc tôn, rõ thấu vô biên nhãn sinh khởi. Như Phật biết được nhãn sinh khởi, con nguyện cũng mau được như vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân cùng với ý, sắc thanh hương vị xúc và pháp, cho đến thế gian thanh danh thảy, phải biết quan sát đều như vậy. Đại bi tối thắng lượng túc tôn, đã đủ bố thí ba la mật, như Phật bố thí ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy.
Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ tịnh giới ba la mật, như Phật tịnh giới ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ nhẫn nhục ba la mật, như Phật nhẫn nhục ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ tinh tấn ba la mật, như Phật tinh tấn ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ thiền định ba la mật, như Phật thiền định ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ trí tuệ ba la mật, như Phật trí tuệ ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ pháp thân ba la mật, như Phật pháp thân ba la mật, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ vô biên sắc thanh tịnh, như Phật đã đủ sắc thanh tịnh, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ vô biên ý thanh tịnh, như Phật đã đủ ý thanh tịnh, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ vô biên thắng công đức, như Phật đã đủ thắng công đức, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ vô biên sắc tướng tốt, như Phật đã đủ sắc tướng tốt, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ vô biên thanh tịnh, như Phật đã đủ thanh tịnh, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã đủ vô biên đại thần biến, như Phật đã đủ đại thần biến, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, vì độ chúng sinh ở ba cõi, như Phật hóa độ chúng sinh ấy, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã ra khỏi vô biên hạnh sinh tử, như Phật đã khỏi hạnh sinh tử, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô biên hạnh tham dục, như Phật đã khỏi hạnh tham dục, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô biên hạnh sân hận, như Phật đã khỏi hạnh sân hận, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô lượng hạnh ngu si, như Phật đã khỏi hạnh ngu si, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô lượng hạnh tham sân, như Phật đã khỏi hạnh tham sân, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô lượng hạnh sân si, như Phật đã khỏi hạnh sân si, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô lượng tham si hạnh, như Phật đã khỏi tham si hạnh, con nguyện cũng mau được như vậy. Đại bi tối thắng lưỡng túc tôn, đã khỏi vô biên hạnh đẳng phần, như Phật đã khỏi hạnh đẳng phần, con nguyện cũng mau được như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh tham dục, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh sân hận, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh ngu si, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh tham sân, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh sân si, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh tham si, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Đạo sư đã khỏi hạnh đẳng phần, làm lợi ích khắp các thế gian, như Phật lợi ích các thế gian, con nguyện cũng nên trí như vậy. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, điều phục tất cả các chúng chư thiên, con nguyện cũng nên trí như vậy, được làm điều ngự thiên nhân sư. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, điều phục tất cả các long chúng, con nguyện cũng nên trí như vậy, được làm điều ngự thiên nhân sư. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, điều phục tất cả chúng dạ xoa, con nguyện cũng được trí như vậy, được làm điều ngự thiên nhân sư. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, điều phục tất cả càng thác bà cho đến vô lượng cưu bàn trà, và có bao nhiêu các quyến thuộc. Con nguyện thành tựu trí như vậy, được làm điều ngự thiên nhân sư. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, biết rõ nghĩa chân thật các pháp. Con nguyện thành tựu trí như vậy, với nghĩa chân thật không còn nghi. Như Lai biết rõ khổ vô biên, lợi ích tất cả loài quần sinh. Con nguyện thành tựu trí như vậy, với khổ tận kia không còn nghi. Như Lai biết rõ nhân tận biên, lợi ích tất cả loài quần sinh. Con nguyện thành tựu trí như vậy, với nhân tận kia không còn nghi.
Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu hành nghiệp của thế gian, có nguyện thành tựu trí như vậy, với nghiệp thế gian không còn nghi. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu thế gian xứ phi xứ, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu các nghiệp quả thế gian, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu các chủng tánh thế gian, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu tất cả hành sáu loài, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích vô lượng các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu các thắng giải thế gian, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu tất cả các căn tánh, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu tịnh lự các tam muội, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu các công hạnh giải thoát, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu sở hành của đẳng phần, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu sở hành của đẳng chí, có nguyện thành tựu trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai biết rõ về sinh tử, lưu chuyển đều do phiền não sinh, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai tất cả đều biết rõ, lợi ích thế gian không ai bằng, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai khéo trụ nơi đẳng trì, phát khởi trí phương tiện thù thắng, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu vô biên hạnh đời trước, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu sinh tử không có biên, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rõ thấu tất cả phiền não hết, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, rồi các phiền não và tập khí, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, biết rõ dục nhiễm chướng bồ đề, có nguyện cũng thành trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, biết rõ pháp xuất ly sinh tử, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai biết rành nơi pháp nghĩa, giác ngộ vô lượng các chúng sinh, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai biết rõ về pháp tánh, như huyễn như mộng như sóng nắng, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai biết rõ về thế gian, tất cả văn tự và ngôn thuyết, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai đầy đủ thắng biện tài, khai thị pháp thầm thông vi diệu, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai khéo điều thân ngữ ý, tất cả đều tùy trí tuệ hành, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai biết rõ cả ba đời, không lấy, không luyến, không chướng ngại, có nguyện cũng được trí như vậy, lợi ích tất cả các thế gian. Như Lai khéo tu giới định tuệ, nơi ấy tất cả không thoái chuyển, con nguyện cũng được trí như vậy, làm đại bi tôn trong ba cõi. Như Lai khéo tu hành giải thoát tri kiến không thoái chuyển, con nguyện cũng được trí như vậy, làm đại bi tôn trong ba cõi. Như Lai khéo tu nơi chánh quán, trời người thế gian không ai bằng, con nguyện cũng được trí như vậy, làm đại bi tôn trong ba cõi. Như Lai đầy đủ trí thù thắng, nơi các thế pháp không ô nhiễm, có nguyện cũng được trí như vậy, làm đại bi tôn trong ba cõi. Như Lai biết rõ về thế gian, đều thấy rõ các thể các loài, có nguyện cũng được trí như vậy, nơi các thể ấy không còn nghi. Như Lai biết rành mé tận sinh, nên ở nơi ấy không mê hoặc, có nguyện cũng được trí như vậy, ở nơi tận sinh được không nghi. Như Lai biết rõ mé tịch tỉnh, ở nơi ấy không nghi hoặc, nên con nguyện cũng được trí như vậy, nơi tánh tịch tỉnh không được không nghi. Như Lai biết rõ mé lưu chuyển, nên ở nơi ấy không nghi hoặc, con nguyện cũng được trí như vậy, nơi tánh lưu chuyển không còn nghi. Như Lai biết rành tiền hậu tế, nên đầy đủ được trí vô sư, con nguyện cũng được trí như vậy, nơi tiền hậu tế không còn nghi.
Như Lai biết rằng mé chuyển sinh nên đầy đủ được trí vô sư, con nguyện cũng được trí như vậy, nơi tánh chuyển sinh không còn nghi. Như Lai biết rằng tiền hậu tế, nơi nhãn đoạn thường không chấp trước, con nguyện cũng được trí như vậy, nơi tiền hậu tế không còn nghi. Như Lai biết rằng mé tận sinh, nơi nhãn đoạn thường không chấp trước, con nguyện cũng được trí như vậy, nơi tánh tận sinh không còn nghi. Nếu người chẳng rõ tiền hậu tế, thì họ chấp lấy nơi tham dục. Như Lai chứng biết tiền hậu tế, nên nơi tham dục không ô nhiễm. Nếu người chẳng rõ mé hữu vô, thì họ chấp lấy nơi tham dục. Như Lai chứng biết mé hữu vô, nên nơi tham dục không ô nhiễm. Nếu người chẳng rõ tận vô tận, thì họ chấp trước, chấp lấy nơi tham dục. Như Lai chứng biết tận vô tận, nên nơi tham dục không ô nhiễm. Nếu người chẳng rõ chuyển vô chuyển, thì họ chấp lấy nơi tham dục. Như Lai chứng biết chuyển vô chuyển, nên nơi tham dục không ô nhiễm. Sân si phẫn phú và tật cuốn, xiểm khúc cống cao với mạng kiêu, bố thí trì giới cùng nhẫn nhục, thiền định trí tuệ đều như vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm sâu kín của đồng tử Nguyệt Quang, liền mỉm cười phóng ánh sáng màu hoàng kim chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Ở các thế giới ấy làm lợi ích xong, ánh sáng ấy trở về nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi từ trên đỉnh đầu của Đức Phật mà thâu vào. Bồ Tát Di Lặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỡ vai áo bên phải, cúi phải chấm đất đảnh lễ chân Đức Phật, rồi chắp tay cung kính nói kệ khen ngợi, bạch hỏi Đức Phật. Tiếng ca lăng tần già, mây sấm sư tự rống, tiếng phát tiếng trống pháp lớn, cớ gì Phật mỉm cười, sáng hơn ngàn mặt trời, âm thanh hay thanh tịnh, công đức rất hy hữu, cớ gì hiện quang minh, thế giới nhẫn tinh tấn, định tuệ thảy trang nghiêm, tất cả đều viên mãn, cớ gì hiện quang minh. Tiếng của Phật nhu nhuyến, thường xa rời thô ngữ, khéo chữa bệnh chúng sinh, cớ gì hiện quang minh. Đại bi lượng túc tôn, biết nhãn thường không tịch, dùng phạm âm thanh tịnh, vì chúng sinh diễn thuyết, nhĩ tỷ thiệt thân ý cho đến các thanh danh, các khổ tập diệt đạo, trí nhẫn cũng như vậy. Đại bi lượng túc tôn, biết nhãn tận sinh tế, tịch tỉnh và lưu chuyển tất cả đều không tịch, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, cho đến các thanh danh tất cả đều như vậy. Phật lại nói nhân duyên xa rời nơi đoạn thường, chẳng tự chẳng tha tác, do các duyên mà sinh. Phật lại dùng các môn khai thị gốc sự khổ, hoặc lại dùng các nghĩa khen ngợi Phật quang minh, dùng vô lượng ngôn từ, diễn nói pháp tịch diệt, không nhân, không thọ giả, không ngã, không chúng sinh, quá khứ, vô lượng Phật cũng dùng chẳng nghĩ bàn. Trong ngàn các kệ tụng diễn nói pháp như vậy, Đức Như Lai diễn thuyết. Pháp công đức chân thật không nói, không người nói, pháp được nói cũng không, Phật nói pháp tối thắng. Giác ngộ các chúng sinh, chư thiên và dạ xoa, người nghe đều được tỏ. Tất cả Atula, ý thức đã thanh tịnh, vô lượng hàng chúng nhân, lý nghi đều trừ hết. Biết rõ tánh của tham, diệt hoại sân cùng si, ái, mạng và vô minh, xiểm tật với hí luận cho đến các khổ uẩn, đều bỏ rời tất cả các cú nghĩa như vậy, rốt ráo đều thanh tịnh như lai nơi một pháp, thông đạt các thứ danh, số ấy trăm ngàn vạn cho đến chẳng nghĩ bàn, nơi vô lượng chư Phật. Khéo học pháp như vậy mà ở trong một pháp diễn thuyết không cùng tận, Như Lai khéo rõ thấu tất cả các pháp môn, cũng hay phân biệt biết danh cứu thượng trung hạ. Tu học nơi tất cả các ngôn từ khác lạ mà tuyên nói khéo hay, nghĩa phi diệu đệ nhất. Tiếng thanh tịnh như vậy, nhân duyên hòa hợp khởi cũng chẳng nương nơi, nương lưỡi họng cho đến nơi thân tâm. Đại địa động sáu cách, chúng mười phương đều hợp, chắp tay chiêm ngưỡng Phật, mong trừ nghi cho chúng. Như Lai khéo biết rõ, nhãn tận sinh biên tế, từ tánh thường không tịch, không đến cũng không đi, không trụ không xứ sở, tham nhập nơi thực tế, mắt Phật không chướng ngại, vì thế nơi con hỏi. Như Lai khéo biết rõ, tánh nhãn tiền hậu tế, tận vô tận lưu chuyển, từ tánh thường không tịch, khai thị các pháp nghĩa, khiến thế gian hoan hỷ, tiếng Đức Phật mỹ diệu, cớ gì hiện mỉm cười. Phật biết tiền hậu tế, tánh nhãn thường không tịch, rời ngôn từ phân biệt, cớ gì miệng mỉm cười. Phật biết nhãn vô lượng, các lời lẽ tuyên nói, bản tánh thường không tịch, cớ gì hiện mỉm cười. Phật biết mé tận sinh,
Tánh nhãn thường không tịch, bỏ lời các phiền não, chứng trí Phật Bồ Đề, đủ danh tiếng thù thắng, cớ gì hiện mỉm cười. Phật từ lâu tu học, diễn thuyết chẳng nghĩ bàn, rõ thấu tánh nhãn không, lìa cấu thường thanh tịnh, vô lượng các tâm hành, một niệm đều biết rõ, quang minh chiếu thế gian, đó là thoại tướng gì? Đại tiên đẳng chánh giác, tối thắng lưỡng túc tôn, phiền não đều đã trừ, tâm Phật thường tịch tỉnh, Như Lai trí thù thắng, thấu suốt mé nhãn tận, lại cho nhân chuyên gì mà nay hiện mỉm cười, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu trần và bốn đại cho đến các thanh danh, tất cả đều như vậy, Phật biết nhãn vô ngã. Cũng thấu nhĩ vô thường, do đó tỷ tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết thiệt vô ngã, cũng thấu thân vô thường, và rõ ý tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết sắc vô ngã, cũng thấu thân vô thường, và rõ hương tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết vị vô ngã, cũng thấu xúc vô thường, và rõ pháp tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết địa vô ngã, cũng thấu thủy vô thường, và rõ hỏa tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết phong vô ngã, cũng thấu tánh vô thường, và rõ sự tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, biết thế gian vô ngã, cũng thấu khổ vô thường, và rõ uẩn tánh không, cớ gì hiện mỉm cười. Phật biết giới vô ngã, cũng thấu thế vô thường, và rõ sinh tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết thanh vô ngã, cũng thấu thanh danh vô thường, và rõ đạo tánh không, cớ gì hiện mỉm cười, Phật biết trí vô ngã, rõ tịch tỉnh vô thường và chúng sinh tánh không, cớ gì hiện mỉm cười. Phật biết tánh vô tánh, cũng biết ngã phi ngã, và rõ ý thích không, cớ gì hiện mỉm cười. Thấy sinh tử vô ngã, cũng thấu thường vô thường, và rõ niết bàn không, cớ gì hiện mỉm cười. Như Lai tâm giải thoát, nhanh tiến khắp ba cõi, Đức Thích cùng nhân vương, long thần đều cúng dường. Như Lai khéo biết rõ, biên tế nhãn tận sinh, cho đến nơi tịch tỉnh, cớ gì hiện mỉm cười. Chứa lượng hàng Phật tử đều học ở chúng hội, từ miệng Phật sinh ra, từ pháp biến hóa sinh, đều hướng đứng trước Phật, đều đến đứng trước Phật, chắp tay mà tôn trọng công việc các chúng ấy, hỏi duyên cớ phóng quang. Như Lai khéo biết rõ, nhãn tánh không vô ngã vượt lên trên tất cả người tại gia tu học, Phật dùng trí bình đẳng, rõ pháp không sai biệt. Như Lai ý thích biết, chẳng dùng thần thông ấy, Phật biết nhãn vô ngã, tánh không chẳng đến đi, trí thanh tịnh vô biên, cớ gì hiện mỉm cười. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Bảo Tích. Quyển thứ 32, Hán dịch Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, người xứ Thiên Trúc. Pháp hội thứ 11, xuất hiện quang minh. Phần thứ 2 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.